À dạ em mến chào tất cả cô chú anh chị đã trở lại với kênh của em. Thì cô chú anh chị ơi, thì mới đây thì một cái thằng đạo diễn hết thời cũng đã lên trên cộng đồng mạng, cũng đã bôi nhọ Hồng Loan. À anh ta nói rằng là ngày xưa đó, thì ngày xưa anh ta kêu bằng là ham mộ ông Năm, thì ông ta đến nhà để đốt cho ông Năm một nén hương. Thì đúng rồi, ông Năm là trong đồng khán giả thì ai cũng là ham mộ, nhưng mà ngày xưa là ông ham mộ ông Năm á, là ông đến nhà của ông Năm ông đốt hương á, là trong thời điểm đó ha, là ông bảo vệ cho Hồng Loan ha, và ông kêu bằng là ông đốt hương xong rồi á, ông đốt hương xong trong năm rồi ông ra, ông kêu bằng là ông ra để ông phỏng vấn Hồng Loan thế này Hồng Loan thế kia trên cộng đồng mạng, để nhằm mục đích là để ủng hộ cho ông. Còn bây giờ là cái đó là không còn giá trị nữa. Ông là ngày xưa là ông ủng hộ Hồng Loan, còn bây giờ là ông đã quay xe, ông đã quay ngang để ông chửi thẳng mặt con của cố nghệ sĩ đó là Hồng Loan. Cho nên là bây giờ không ai tin tưởng ông nữa, cho nên là ông đừng nói là chị Ni là kêu bằng là tát thẳng mặt ông, là lôi thẳng mặt ông ra, là không cho phép ông. Bây giờ mà ông mà tới nhà của Hồng Loan mà ông đốt hương đi chăng nữa thì cũng không ai tiếp ông đâu. Ngày xưa thì ông lấy cái nốt của kêu bằng là của đạo diễn hết thời để đến nhà của Hồng Loan để đốt hương trong năm, thì người ta còn tiếp ông. Sau này thì ông nói tốt cho Hồng Loan thế này thế kia thì người ta còn tiếp ông. Ông ra ông quay má tư đồ, má tư còn kêu bằng là nể nể tí xíu còn tiếp ông. Còn bây giờ mà ông đã lên trên cộng đồng mạng mà ông chửi người ta như vậy đó, thì bây giờ cũng không có má tư hay là Hồng Loan hay là bất kỳ khán giả nào trên cộng đồng mạng mà người ta thương yêu, mà người ta quý mến ông có nước, mà bây giờ mà ông đến nhà của Hồng Loan mà ông đốt hương cái kiểu đó 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 thì Hồng Loan cũng muốn xách chổi chà cũng quét ông ra khỏi nhà rồi đốt phong long luôn. Tại vì cái dạng ông là cái dạng quay xe, cái dạng mà kêu bằng là bất chấp lên trên cộng đồng mạng mà bôi nhọ người ta, kêu Hồng Loan là con nuôi, nhưng mà con nuôi chỗ nào? Rồi chị Ni ôm cách sách, rồi chị Ni mà kêu bằng chị Ni Mã Lai, ông có thấy người ta ôm cách sách không, và ông có chứng thực và ông có chứng kiến tại chỗ đó hay không? Mà ông lên trên cộng đồng mạng mà ông nói người ta vậy hả? Một thằng đạo diễn mà kêu bằng là hết thời bây giờ lên trên cộng đồng mạng mà kêu bằng là bôi nhọ, giờ kêu bằng là lấy cái đó ra để làm một cái đề tài mỗi ngày, mà bây giờ ông lấy những cái chứng cứ nào, lấy những thông tin nào mà ông nói rằng Hồng Loan là con nuôi, con họ không không hợp pháp, và cái căn nhà đó hiện tại bây giờ cũng là của cố nghệ sĩ Duy Linh. Đúng rồi, của ông Năm là ngày xưa ông Năm còn sống, còn bây giờ ông Năm mất rồi thì Hồng Loan đã chuyển chuyển tên cho Hồng Loan rồi, và cũng là nhà của ông Năm, và cha chết thì để lại cho con thì cái quyền nó chính xác là của chị. Còn bây giờ ông ta lên trên cộng đồng mạng đó mà ông ta bôi nhọ danh dự của người ta, ông ta nói rằng là bây giờ là không còn ai mà quay để bảo vệ cho Hồng Loan, lúc nào cũng dẫn con em lên để đáp trả những cái lời của ông và chia sẻ những cái câu chuyện của Hồng Loan, lên để đáp trả những cái lời của ông, đáp trả những thằng mà kêu bằng đó là một thằng mà kêu bằng là quay xe, một thằng đạo diễn quay xe, một thằng đạo diễn hết thời đó hổm rày cũng không có chăm sóc ông một clip nào đó, ngày nay cũng lên để chia sẻ một cái thằng đạo diễn hết thời, một cái thằng mà kêu bằng là bất tài. Ông ta nói là ngày xưa đó ông ta cũng đang ở ở nước nào đó, ông ta ở nước nào đó, ở đảo quan nào đó, mà ông ta không về kịp trong cái lúc đám tang của ông Năm. Sau này thì ông ta về rồi ông ta thấy như vậy đó, thì ông ta cũng đến để đốt hương trong năm. Thì cái chuyện ngày xưa là ngày xưa, còn cái chuyện hiện tại bây giờ ông đã quay xe rồi, ông đã đứng về phía bên cái bà Sáu Bào rồi, ông đã đi vào trong đó để ông phỏng vấn người ta, ông vào phía bên nhà của bà Sáu Bào đó để ông phỏng vấn, để ông kêu bằng là chung cái máng lợn rồi, thì mình không còn nói về vấn đề mà kêu bằng là đến nhà của Hồng Loan nữa. Bây giờ mà ông đến nhà của Hồng Loan nữa thì cũng không ai chấp nhận, mà cũng người ta cũng sẽ kêu bằng là người ta cũng sẽ lấy chỗ trà quét ông ra khỏi nhà thôi. Ông ta lên trên cộng đồng mạng mà ông ta bôi nhọ danh dự của người ta, ông ta nói rằng á là cái phiên tòa sắp tới đây á, phiên tòa sắp tới đây thì cũng sẽ kêu bằng là phía bên mẹ con cô cháu gái đó quý vị, cũng sẽ thắng kiện, và những anh em mà kêu bằng là bây giờ mà quay trước nhà Hồng Loan đó cũng sẽ kêu bằng là cũng sẽ vô rọ, cũng sẽ vô rọ, cũng sẽ bị phía bên công an người ta cũng sẽ điều tra. Ủa nhưng mà điều tra cái gì? Đó thì anh em cũng sẽ lên để đáp trả những cái lời của ông, và ông ta nói rằng là không còn ai mà kêu bằng là chia sẻ cái câu chuyện của Hồng Loan nữa, lúc nào anh em vẫn còn bên cạnh, vẫn ủng hộ, vẫn chia sẻ về cái câu chuyện của Hồng Loan mỗi ngày để cho tất cả cô chú chị đều biết, cái kêu bằng là
cái ông mà kêu bằng là ông đạo dữ hết thời này mà ông lên ông nói ông chia sẻ như vậy thì tất cả cô chú anh chị cũng biết rằng là đạo diễn hết thời mỗi ngày đều lên trên cộng đồng mạng, đều lên trên cộng đồng mạng mà kêu bằng là nói là Hồng Loan vô ơn, Hồng Loan là con nuôi. Nhưng mà từ những cái nào mà anh ta cho rằng như vậy cũng chỉ có những cái mà kêu bằng là chị cũng chỉ có những cái trò mà trò cũ để anh ta nói tới nói lui hoài vậy thôi. Chứ chẳng ra là anh ta cũng chẳng có một cái gì gọi là mới lạ mà anh ta lên trên cộng đồng mạng mà anh ta nói đâu vậy, không có cái gì gọi là mới lạ. Có những cái kêu bằng là củ nghèm, có nhiều đó mà cứ nhai tới nhai lui hoài. Một cái là Hồng Loan vô ơn, rồi Hồng Loan là con nuôi. Đó thì tôi cũng nghe những thông tin đó đó. Tôi nghe những thông tin từ phía bên cái thằng đạo diễn này đó, từ phía bên kia bằng là cái, tất cả các hội nhóm đó, người ta chia sẻ tôi nói rằng á là cái anh đạo diễn này đó cũng đã kêu bằng bắt tay với thằng thám tử Cao. Nếu như mà cái câu chuyện mà phía bên cái bà Sáu đó mà thắng thì hai người này sẽ được lợi gì đó con chị đó, thì những cái gì đó thì khán giả người ta rất là tin tưởng, và khán giả người ta ở mọi lúc mọi nơi người ta nhìn nhận cái sự việc đó, cái sự việc nó thật hay không và cái sự việc nó có hay không đó. Thì một thằng đạo diễn hết thôi hiện tại bây giờ cũng đang lên trên cộng đồng mạng mỗi ngày vẫn ra rã, vẫn đu bám vào cái câu chuyện của Hồng Loan mỗi ngày. Thì tất cả cô chú anh chị cũng biết rằng đạo diễn bây giờ cũng không còn cái gì mà để kêu bằng để cho anh ta wow, để cho anh ta mà kêu bằng lâu ra để nấu nữa. Bây giờ thì nếu như mà Hồng Loan á mà không phải là con kêu bằng là con ruột của ông Năm đó, thì làm sao mà người ta thừa hưởng được cái căn nhà, và người ta thừa hưởng được cái căn nhà hiện tại bây giờ, và tất cả những cái bản quyền, những cái hình ảnh của ông Năm tới bây giờ người ta vẫn thừa hưởng không vậy? Đó thì cái gì cũng vậy cũng vậy ơi, người ta nói là tức nước vỡ bờ, thì Hồng Loan lúc nào cũng vậy. Em thấy rằng thì Hồng Loan cũng tới bây giờ thì Hồng Loan cũng chưa bao giờ mà lên trên cộng đồng mạng mà nói bất kể cái gì đó, cũng chỉ có anh ta bây giờ thì mỗi ngày anh ta nói là bây giờ là không còn ai ủng hộ Hồng Loan, và cũng không còn ai kêu bằng là tiếp xúc được với Hồng Loan. Từ từ rồi anh em cũng sẽ vào rõ, mà em cũng chẳng biết vào rõ cái gì. Mỗi lần anh ta lên live stream anh ta đều kêu gọi cái này kêu gọi cái kia, nhưng mà em cũng chẳng thấy là anh ta kêu gọi là kêu bằng là có ai ủng hộ không. Em chưa thấy ai ủng hộ, cũng chỉ là những cái bọn kền kền phía bên kia nó vào nó ủng hộ. Thì nghe thông tin là cô cháu gái đó bây giờ lên trên cộng đồng mạng cũng kêu bằng là khóc lóc than thở đủ thứ điều đó. Thì nếu như mà mình cảm thấy mình giúp được cho cái cô cháu gái đó kêu bằng là làm đạo diễn bộ phim 30 tỷ gì đó, hoặc là những cái live show, hoặc là những cái kêu bằng MV rồi đó, thì mình cứ giúp đỡ cho cô cháu gái đi. Còn bây giờ đừng có để cho mà cô cháu gái mà cứ lên kênh cộng đồng mạng mà kêu bằng mà cứ khóc lóc than đủ điều hết trơn thì vậy đâu tốt đâu. Đạo diễn mà, đạo diễn thì bây giờ cũng về phái phía bên kia rồi, tại sao mà mình đến nhà mình ủng hộ mình quay mình chia sẻ cái câu chuyện của kêu bằng là bà Sáu, thì tại sao mà mình không lên trên cộng đồng mạng mình kêu bằng là mình giúp đỡ cho cô cháu gái đi? Giúp được cái gì không? Ông bây giờ có giúp được cái gì không? Ngay cả chính bản thân cô cháu gái mà bây giờ mà kêu bằng là lên trên cái phòng trà mà để ca những cái bài mà kêu bằng là cái bài kỷ niệm rồi nhớ nghề nhớ nghiệp rất là nhiều, than đủ thứ điệu không vậy. Và cô ta nói là bao nhiêu năm nay cộng đồng mạng và khán giả tẩy chay và đưa cô ta vào một cái con đường mà kêu bằng là không còn tự tin nữa đó. Thì bây giờ mình là đạo diễn mà, mình đạo diễn thì mình cũng phải có trách nhiệm, rồi mình cũng phải có mà kêu bằng là những cái hướng để cho cô cháu gái này người ta lên trên mạng, hoặc là lên trên sân khấu hoặc là lên trên phòng trà để người ta ca. Chứ bây giờ anh là đạo diễn mà, anh nói rất là hay mà, cũng sẽ làm những cái live show để cho cô cháu gái này ca mà. Nhưng mà tới hiện tại bây giờ đó thì em cũng chưa thấy cô cháu gái này ca được cái gì cũng vậy. Tới hiện tại bây giờ em cũng chưa thấy cô cháu gái này ca, hoặc là anh đạo diễn này có làm được hay không đó. Thì em cũng chẳng thấy, mỗi ngày anh ta cũng chỉ lên xe hơi rồi live stream đó, rồi cũng lên chửi Hồng Loan thế này Hồng Loan thế kia, rồi nói là bây giờ tất cả mọi người ngày xưa đã ủng hộ Hồng Loan, bây giờ người ta cũng đã quay xe là cái chuyện là quay xe là anh đó. Thật sự là cái thằng đạo diễn này ngày xưa nó quay xe thì bây giờ nó cũng là những cái dạng mà quay xe, cho nên bây giờ nó kêu gọi những người nào mà không ủng hộ Hồng Loan bây giờ quay xe, tại vì cái loại là cái loại quay xe rồi. Thì lúc nào thì trong tâm trí của người ta thì người ta cũng sẽ suy nghĩ quay xe. Còn cái dạng như anh em tụi em thì lúc nào cũng chia sẻ về cái câu chuyện của Hồng Loan, lúc nào cũng ủng hộ Hồng Loan.
trên tinh thần là chính nghĩa, và chia sẻ cái câu chuyện này ra để cho tất cả mọi người, cô chú anh chị đều biết cái câu chuyện này. Cô anh chị đó thì Hồng Loan cũng sẽ mỗi ngày em thấy là buôn bán và đi những đơn hàng rất là đắt. Còn phía bên cô cháu gái hiện tại bây giờ thì nói chung á, ngày xưa thì vô tiền vốn điếu, còn bây giờ thì vô tiền lẻ. Cái cuộc buôn bán mỗi ngày thì cô chú anh chị cũng biết, cô chú gái này đó đâu có làm được. Ngày xưa thì sung sướng, đi ca đi lưu đi diễn, đi hát rất là nhiều. Còn bây giờ thì cô chú chị cũng thấy là cô chú gái này có làm được cái gì đâu, buôn bán thì ế ẩm. Tại sao mình không đến mình ủng hộ cô cháu gái này đi cô chị? Đó thì một lần nữa em cũng cảm ơn tất cả cô chú chị rất nhiều đã vào cho em một lượt like, một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký và xem hết tất cả các video của em. Em chào và tạm biệt tất cả cô chú chị nha. Bye bye cô chị.